chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình tối nay, thứ ba, ngày 7/6/2016. Sáng nay, Hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Long An khai mạc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017. Huy động gần 39.600 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015. Tin thế giới, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton giành đủ số phiếu để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Thưa quý vị, tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 5 của tỉnh Long An đạt gần 400 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, nguồn thu ngân sách là hơn 3.660 tỷ, đạt gần 45% dự toán giao, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa chiếm chủ yếu và cao gấp 2,3 lần nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Nhờ tình hình kinh tế có sự chuyển biến tích cực nên nguồn thu ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ khá so với dự toán giao và tốc độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Đóng góp lớn vào nguồn thu này phải kể đến là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoại quốc doanh và doanh nghiệp nhà nước. Riêng giới doanh nghiệp ngoại quốc doanh là lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn về chính sách thuế, giá cả và sức tiêu thụ. Tuy nhiên, nhờ tình hình kinh tế đang phục hồi nên đa số doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả đã góp phần thu ở lĩnh vực này tăng trưởng tốt. Bên cạnh tổng thu ngân sách nhà nước, trong tháng 5, tỉnh Long An cũng đã thu từ nguồn xổ số kiến thiết với gần 75 tỷ đồng. Chỉ mới 5 tháng đầu năm nhưng nguồn thu này đã đạt trên 56% dự toán với gần 570 tỷ đồng. Những tháng còn lại của năm 2016, song song với việc khai thác các nguồn thu tiềm năng, ngành thuế tỉnh nhà cũng tăng cường khắc phục tình trạng nợ động thuế nhằm tăng nguồn thu và chống thất thu hiệu quả. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế Long An dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Chính vì vậy, việc thu ngân sách nhà nước của tỉnh được kỳ vọng sẽ hoàn thành dự toán đúng kế hoạch. Bắp là một trong những cây trồng được chuyển đổi từ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang cho hiệu quả tích cực. Nhiều năm qua, trên địa bàn Long An, cây bắp vẫn giữ lợi thế cạnh tranh so với cây trồng khác nên tiếp tục tăng về diện tích, năng suất, sản lượng. Vụ đông xuân năm 2016, diện tích trồng bắp đạt hơn 2.100 hectare, chủ yếu ở các huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Hiện tại người dân đã thu hoạch xong với năng suất trên 4,5 tấn một hecta, sản lượng hơn 9.600 tấn, giá bán từ 4.700 đến 4.800 đồng một ký. Cũng trong vụ đông xuân này, có 50 hecta bắp giống do Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam hợp đồng bao tiêu với giá 8.300 đồng một ký, cao gần gấp đôi so với bắp lai thông thường. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ người dân về bắp giống và hướng dẫn quy trình kỹ thuật như gieo hạt, chế độ phân bón, rút cờ bắp mẹ. Chi phí sản xuất bắp giống 30 đến 33 triệu đồng một hecta, người dân thu lợi nhuận từ 18 đến 20 triệu đồng một hecta. Trước tình hình biến đổi khí hậu, lượng mưa hàng năm giảm dần thì đối với vụ hè thu ở những đất gò của hai huyện Đức Huệ và Đức Hòa, cây bắp sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Tính chung mỗi năm diện tích trồng bắp ở hai huyện này có trên 4.000 hecta. Đặc biệt phần lớn diện tích bắp đều được bao tiêu sản phẩm với giá ổn định. Hiện tại, Long An đang định hướng xây dựng dùng bắp nguyên liệu chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy chế biến thức ăn gia súc trong khu vực. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Long An đã khai mạc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017. Có 609 thí sinh là học sinh khối lớp 9 của các trường trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017 của trường chuyên Long An là 285 học sinh với 9 lớp. Trong năm học này, chỉ tiêu nhiều nhất là lớp chuyên toán và chuyên tiếng Anh với 2 lớp, mỗi lớp lấy 60 chỉ tiêu. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào buổi thi đầu tiên. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 với các môn thi ngữ văn, toán, anh văn, vật lý, hóa học và sinh học. Thí sinh thi theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh, thí sinh sẽ thi 3 kỹ năng, nghe, viết, đọc hiểu. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 đang đến gần. Thời điểm này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo, mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra đạt kết quả cao nhất. Trong đó, công tác ôn tập kiến thức cho học sinh được các trường đặc biệt quan tâm. Ghi nhận từ huyện Tân Hưng và huyện Thủ Thừa. Trường Trung học phổ thông Tân Hưng có 7 lớp 12, với tổng số học sinh là 230 em, trong đó có 207 em hệ trung học phổ thông và còn lại là hệ giáo dục thường xuyên. Qua kết quả thi học kỳ 2 cho thấy 100% học sinh đều đủ điều kiện thi tốt nghiệp.
Để chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, ngay từ cuối tháng 2 năm 2016, Hội đồng Sư phạm và Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh. Theo đó, để thuận tiện trong việc ôn tập và giúp cho các em dễ dàng nắm vững kiến thức, các lớp được chia thành từng nhóm nhỏ theo học lực. Bên cạnh việc hệ thống lại kiến thức, giáo viên còn giúp cho học sinh rèn luyện kỹ năng và phương pháp giải các bài thi tốt nghiệp của những năm trước, cũng như làm quen với các dạng đề thi khác nhau, hướng dẫn học sinh biết cách phân tích đề thi, cách trình bày bài thi theo đặc thù từng môn thi, hình thức thi. Năm nay, 100% học sinh trường Trung học Phổ thông Tân Hưng đều đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Hiện nay, các em đang bước vào giai đoạn ôn thi đợt 2, kéo dài khoảng 4 tuần, từ ngày 23 tháng 5 cho đến ngày 25 tháng 6 năm 2016. Sau khi chúng em thi học kỳ 2 xong, thì chúng em đã bắt đầu vào cuộc thi, ôn thi. Và trong quá trình ôn thi, thì thầy cô rất nhiệt tình ôn cho tụi em. Trong lúc học thì tụi em cũng rất nỗ lực, tại vì kỳ thi này rất là quan trọng với tụi em. Và hiện tại thì chúng em đã góp được là khoảng 80% kiến thức. Em rất sẵn sàng để tiếp đón kỳ thi này. Em ngoài những môn thi tốt nghiệp và hai môn bắt buộc ra, em còn thi thêm hai môn tự chọn của em là lý với hóa. Ngoài ra em còn xét thêm đại học là môn Anh văn. Đến giờ thì kiến thức của em đã nắm được khoảng 70% rồi. Em chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Kỳ thi năm nay, học sinh trường Trung học Phổ thông Tân Hưng sẽ tham gia dự thi ở thành phố Tân An. Để hỗ trợ các em, ban giám hiệu trường đã thành lập tổ phục vụ kỳ thi, làm các nhiệm vụ như đưa học sinh đi thi, bố trí nơi ăn ở, quản lý và hỗ trợ các em trong suốt 4 ngày thi. Đối với hơn 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trước đó đã được trường miễn giảm 100% học phí ôn thi tốt nghiệp. Đồng thời, trường cũng đã vận động hỗ trợ tiếp sức mùa thi cho các em. Chung cho công tác thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, thì ngay từ tháng 3, thì trường đã xây dựng và tổ chức cho các em ôn. Nhìn chung các em đã ý thức được việc học. Đa số các em tham gia tốt kế hoạch ôn của trường. Nhìn chung đến nay thì cái công tác chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của trường thì cơ bản đã hoàn thành. Hy vọng thì sẽ đạt được kết quả khả quan hơn. Đến thời điểm này, trường Trung học Phổ thông Tân Hưng đang từng bước hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2015-2016 với quyết tâm phấn đấu 80% học sinh thi đỗ tốt nghiệp. Thời điểm này, học sinh trường Trung học Phổ thông Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa cũng đang ráo riết ôn tập để sẵn sàng cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Trường có 6 lớp 12 với tổng số học sinh dự thi là 180 em. Học sinh trường Trung học Phổ thông Mỹ Lạc được thi môn thay thế môn tiếng Anh. Theo đó, khóa học sinh học và vật lý là những môn có số học sinh đăng ký nhiều. Ngoài hai môn thi bắt buộc là toán và ngữ văn, em còn chọn thêm môn hóa và môn vật lý. Thì chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Em cố gắng phân bố thời gian của mình sao cho thật hợp lý để việc ôn tập đạt kết quả tốt nhất. Bằng sự cố gắng của mình, em hy vọng sẽ đạt được nhiều thành tích trong kỳ thi sắp tới. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến kỳ thi. Hiện tại, trường Trung học Phổ thông Mỹ Lạc đã và đang tiếp tục ôn thi cho học sinh. Bước vào mùa thi, thì giáo viên bộ môn tăng cường ôn tập cho các em, chủ yếu là bám sát vào chương trình. Và trong quá trình ôn tập thì phân loại đối tượng học sinh để đạt được cái hiệu quả ôn tập tốt nhất. Và bước vào mùa thi thì tình hình chung thì các em cũng có một cái tâm trạng ôn tập tương đối thoải mái. Do năm nay cái hình thức thi nó cũng không khác so với năm trước. Và các em được thi ngay trong tỉnh cho nên là cái tâm lý cũng yên tâm. Và đó cũng là một trong những cái điều kiện thuận lợi để các em có được một mùa thi tốt. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, huyện Thủ Thừa có 2 điểm thi, đặt tại trường Trung học Phổ thông Thủ Thừa và trường Trung học Phổ thông Thủ Khoa Thừa với 615 thí sinh. Điều này sẽ giúp cho các em giảm bớt áp lực về chuyện đi lại. Nhưng đối với học sinh trường Trung học Phổ thông Mỹ Lạc thì vẫn gặp không ít khó khăn do đường xa. Đối với các thí sinh nói chung để bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì em như các bạn thì cũng có một vài nỗi lo lắng riêng cho mình. Đối với bản thân em thì đường đi của em đến trường thì rất xa, như thường ngày em đi học rất là khó. Và đối với kỳ thi này thì em phải tự thu xếp thời gian của mình để đi đến địa điểm thi cho đúng giờ, chuẩn bị cái tâm lý tốt nhất để chinh phục kỳ thi này. Hội khuyến học huyện Thủ Thừa đã thành lập ban vận động tiếp sức mùa thi trong 4 ngày thi.
Hội khuyến học huyện sẽ phối hợp với Hội phụ nữ thị trấn Thủ Thừa tổ chức nấu cơm trưa phục vụ cho tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, phối hợp với đoàn thanh niên chăm lo chỗ nghỉ trưa cho các em. Thông qua chương trình tiếp sức mùa thi của Hội khuyến học huyện thì các em học sinh sẽ có điều kiện tham gia tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2016 đạt kết quả cao. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 4 tháng 7 năm 2016. Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các trường và sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, học sinh của tỉnh sẽ đạt kết quả cao. Thưa quý vị, trước thực trạng trẻ em đuối nước ngày càng gia tăng, khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng, không ít gia đình đã chủ động đăng ký các lớp học bơi để trang bị kỹ năng bơi lội, giảm thiểu nguy cơ đuối nước cho con em mình. Dù mới đầu hè, nhưng trên địa bàn huyện Cần Giuộc, số trẻ em được cha mẹ cho đi học bơi tăng nhiều so với các năm trước. Tôi cho con đi học, thứ nhất là để rèn luyện được thể chất của cháu. Thứ hai nữa là sau này có những cuộc du lịch về sông nước thì chúng tôi được an tâm hơn vì cháu sẽ biết bơi thì có gặp rủi ro cháu sẽ ứng phó được. Em học bơi ở đây được 2 tuần rồi, cũng biết bơi, học để rèn luyện sức khỏe rồi, vui chơi giải trí. Tham gia lớp học bơi, các em sẽ được hướng dẫn dạy các kỹ năng cơ bản như làm quen với môi trường nước, nổi trong nước, bơi, nặng. Song song đó, các em còn được trang bị một số kỹ năng ứng phó phòng tránh chống đuối nước, tự bảo vệ mình và có thể cứu người khi cần thiết. Thì tại hồ bơi tôi gồm có 2 hồ bơi. Các cháu nhỏ từ các nơi lại vui chơi thoải mái về mùa hè và ở đây tôi cũng có tổ chức lớp dạy học bơi để cho các cháu chống được đuối nước. Hiện trên địa bàn huyện Cần Giuộc có 2 hồ bơi tư nhân đang hoạt động, tuy nhiên cơ sở vật chất còn hạn chế. Do đó, các ngành chức năng cần quan tâm hơn đến việc đầu tư xây dựng các hồ bơi đạt chuẩn, vừa tạo cho các em có nơi vui chơi lành mạnh, vừa giúp các em học bơi tránh nguy cơ đuối nước. Bây giờ là phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh hôm nay cho biết, một vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra ở huyện Đức Hòa, làm một người chết, hỏng 2 xe mô tô. Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý 362 trường hợp vi phạm và vi phạm hành chính 437.000 đồng, tước 52 giấy phép lái xe. Chuyển sang nội dung phần tin trong nước. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 6, tại nhà Quốc hội đã diễn ra phiên họp của Tiểu ban Nhân sự và Giải quyết khiếu nại tố cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đây là phiên họp quan trọng nhằm hoàn tất việc chuẩn bị các nội dung cho phiên họp thứ 6 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 8 tháng 6. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, trưởng Tiểu ban Nhân sự và Giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ trì phiên họp. Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Giải quyết khiếu nại tố cáo Phùng Quốc Hiển nêu rõ, tại phiên họp này, tiểu ban nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ của tiểu ban từ sau phiên họp thứ 5 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến nay và dự kiến những công việc thực hiện trong thời gian tới. Các thành viên tiểu ban thảo luận dự thảo biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Đại diện lãnh đạo tiểu ban phụ trách về việc giải quyết khiếu nại tố cáo trình bày báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý, ngay sau khi công bố kết quả cuộc bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, như xem xét việc giải quyết những khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 nếu có, giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia xét tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội. Theo văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn quy động để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015 ước đạt 39.590 tỷ đồng. Theo đó, nguồn vốn để thực hiện chương trình này từ nguồn ngân sách trung ương chiếm 9,1%, ngân sách địa phương chiếm 5,2%, viện trợ quốc tế chiếm 16,4%, tư nhân và dân đóng góp chiếm 7,6%, đặc biệt vốn vay tín dụng chiếm 61,6%. Được thực hiện từ năm 2010, tính đến nay số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt khoảng 85%, khoảng 65% nhà tiêu đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh, 94% trường học mầm non, phổ thông và 96% trạm y tế xã có công trình nước sạch vệ sinh. Bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn sự chênh lệch lớn về tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh, đặc biệt những vùng nghèo, vùng có điều kiện khó khăn. Bên cạnh đó là nguồn tài chính vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Thưa quý vị,
hiện nay du lịch Quảng Bình bắt đầu khởi sắc trở lại, mà đặc biệt là du lịch hang động. Bất chấp cái nắng gần 40 độ C, hàng ngàn du khách vẫn tập trung về các điểm vui chơi như suối Mọc, sông Chày, hang Tối để trải nghiệm và tận hưởng dòng nước mát lành từ núi rừng. Đến với các điểm du lịch tại Quảng Bình, nhiều du khách đã choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ tách biệt với thế giới bên ngoài nơi đây. Được hòa mình vào dòng nước xanh biếc mát lạnh ở nơi đây vào những ngày hè oi ả nóng nực, đó là một trải nghiệm khó quên và không gì có thể sánh được của du khách. Với những ai yêu thích cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ kết hợp với các trò chơi cảm giác mạnh giàu tính khám phá thì đây chính là điểm du lịch không thể không đến. Em chọn chỗ này là vì ở đây là một khu du lịch là rất chi là mát mẻ và mà du khách rất muốn tới đây. Hiện nay là biển là cả là chết nên là không còn có du lịch biển nữa, nên là bọn em muốn chọn chỗ này là chỗ khu du lịch để mà dành cho mùa hè của bọn chúng em ạ. Em muốn nói du khách rằng nếu bạn muốn tới Quảng Bình thì nên hãy chọn suối Lục Mộc và Đồng Phong Nha và Đồng Thiên Đường là một điểm du lịch khá nổi tiếng và rất chi là thích thú cho những khách du lịch tới đây. Cùng chơi tắm suối, các trò chơi ở đây cũng thu hút nhiều khách trong và ngoài nước. Như trò zip line, đu dây tắm suối đã tạo nên sự hứng thú cho mọi người. Nhiều du khách nhận định đây chính là thiên đường có thật ở Việt Nam, nơi mà dường như chỉ cần có mặt và ngắm cảnh, họ sẽ quên hết mọi buồn phiền. Chúng tôi đến đây cảm thấy rất thú vị. Một mùa hè oi ả, nhưng chúng tôi được tắm suối mát, chơi zip line, đu dây, chúng tôi cảm thấy rất hào hứng. Chúng tôi hy vọng sẽ được trải nghiệm nhiều hơn nữa các dịch vụ tại nơi này. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2016, khách du lịch khi đi tham quan tại các điểm tham quan Đồng Phong Nha, Tiên Sơn và Đồng Thiên Đường sẽ được giảm 30% phí tham quan, không bao gồm thuyền, xe điện và vé trẻ em. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tỉnh Quảng Bình hy vọng biện pháp kích cầu này sẽ góp phần thu hút khách, tạo sự khởi sắc cho thị trường du lịch Quảng Bình vốn ảm đạm trong thời gian cá chết bất thường chiều qua. Bên cạnh đó, thời gian tới, ngành du lịch Quảng Bình cũng cần có sự chung tay của toàn hệ thống chính trị xã hội để có những hành động cụ thể, chương trình kích cầu nhằm thu hút khách du lịch trong mùa du lịch 2016.